Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn ngày mai vui vẻ nha. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Mình chỉ có mong các bạn ấn nút đăng ký kênh này, bấm nút cả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận thông tin video của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào video. Bây giờ mình sẽ đi đâm đầu xuống địa ngục nha. Các bạn nhìn này. Wow, các bạn thấy không? Mình đang đâm đầu xuống địa ngục. Yeah. Lên rồi, nó từ từ lên một tí. Ok, đây các bạn nhé. Thì là cái khu vực này, đây là không phải là ở trên đâu, mà đây là đang ở dưới địa ngục nha các bạn nhé. Thì là bây giờ ấy, các bạn biết mình làm gì không? Mình sẽ triệu hồi quái vật đầu loa ra đây và mình sẽ cho nó trở thành siêu to ở dưới này. Tức là ấy, khi mà mình trồng con quái vật đầu loa này, tức là mình triệu hồi quái vật đầu loa ở dưới này, thì khi mà mình ngoi lên trên, nó sẽ biến thành một con quái vật đầu loa khổng lồ nha các bạn nhé. Ok, thì là bây giờ mình sẽ thêm một con quỷ quỷ mèo nữa, đó chính là con Cartoon Cat. Đấy, con Cartoon Cat này. Và tiếp theo đó chính là con Megaphone, đó chính là con mẹ đẻ của quỷ đầu loa. Ok, ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi nó nha. Đâu nha? Đây, mẹ đẻ quỷ đầu loa nha các bạn. Rồi, ok, tí nữa mình lên trên ấy, mình sẽ thấy một con mẹ đẻ quỷ đầu loa với cả săn hét ở trên luôn. Đây, đây, quá to nha nha các bạn. Đấy, mình sẽ kiểu như là mình biến hóa cho nó trở thành to lên ấy. Ok, như này được rồi nha các bạn. Thêm tí nữa đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ngoi lên nha các bạn. Từ từ bây giờ mình sẽ thả ra này. Mình sẽ thả ra để cho nó di chuyển ấy. Ủa đánh nhau rồi. Nhưng mà mình sẽ ấy, các bạn thấy không? Wow! Ui, to chưa anh em? Holy shit các bạn này. Ui, con megaphone này. Đấy. Wow! Con quỷ mèo với cả con sa này hết ta đang đánh nhau kìa. Đây nó như kiểu là cái bóng nha các bạn. Đây này. Đấy các bạn thấy không? Nó trồi cả lên này các bạn này. Mình vừa mình nghĩ ra một cái ý tưởng này rất là hay luôn ấy. Bây giờ ấy, mình sẽ thử đấm con quỷ đầu loa này xem thế nào nhé. Xem nó có đấm được nó hay không. Ui, không đấm được các bạn ạ. Đây là cái bóng của nó thôi nha các bạn nhé. Cái bóng của nó thôi. Ây ây. Cả con megaphone nữa này các bạn này. To vãi hàng. Từ từ bây giờ mình sẽ cho con này nhỏ nhỏ xuống nhá. Nó đang ở dưới địa ngục cho nên là mình muốn cho nhỏ nhỏ xuống. Ok. Đây. Rồi. Mình sẽ chui xuống lại địa ngục nhá. Chui xuống địa ngục rồi. Mình sẽ cho con mèo này nó nhỏ nhỏ này một tí. Đấy, để cho nó không kiểu như nó... Ủa, 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 ủa. Wow, con megaphone nó ăn thịt mình sao này. Hút mình vào các bạn ạ. Rồi ngoi lên. Ủa, lì shit. Cho nó nhỏ nhỏ lại. Đấy, được rồi, ok. Rồi, ok các bạn nhé. Ui, wow, ủa, con này hút mình vào đây rồi. Cái con Cartoon Cat là bị con Sinehead tiêu diệt rồi anh em ạ. Đây này. Đây là hai linh hồn của bọn Sinehead và con megaphone nha. Bây giờ sẽ ngoi lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Ngoi lên một phát nó sẽ thành hai con to vãi hàng luôn này. Đấy, ui, siêu to luôn các bạn ạ. Từ bây giờ mình thử lên xem nó to cỡ nào nhá. Ui, con này to lắm. Wow, nó to, nó chọc thủng tầng mây luôn anh em nhá. Wow, what the hell, to vãi hàng luôn. Ui, to cực kỳ các bạn ạ. Từ bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm một kiểu ảnh của nó. Đây, 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 ok, như này nha, mình sẽ làm một cái... Ui, đen xì luôn này. Kiểu như đi cao quá là nó không không thể đi nữa các bạn ạ, nó bay cao quá ấy. Vai trưởng ạ. À. Mình sẽ thử lôi nó vào xem nào. Không lôi được anh em nhé. Ơi, không bắn được nó. To lắm rồi. To lắm rồi anh em ạ. Từ từ từ. Ui, ui mất tích luôn rồi. Rồi ok, mình sẽ lao xuống. Và bây giờ mình sẽ tiêu diệt hai con này nha để xem nó có còn cái hiệu ứng của nó hay không. Có kiểu như là cái ê ua. Cái con quỷ đầu mèo khi bị giết nó sẽ bị bắn ra ngoài cái mặt này luôn các bạn ạ. Ui cái mặt này cao thế. Từ bây giờ mình sẽ lao xuống nha. Đâu. Bây giờ mình sẽ lao xuống. Rơi rơi rơi. Boom. Yeah. Lao xuống. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ chiến đấu với cả con quái vật đầu loa này ở dưới địa ngục nha các bạn nhé. Đây là cái địa ngục nha các bạn nhé. Mình sẽ bắn nó. Mày chết. Ở dưới này thì bắn thoải mái luôn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái quả tên lửa ra. Mình thử bem nó xem nó có chết không nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy quả tên lửa đây, 148 javelin nha các bạn. Wow, nó hút mình các bạn ơi. Wow, quả tên lửa không thể bắn được nó. Wow, 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 chạy, 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 chạy. Từ từ lấy quả calon ra, bị rơi rồi anh em. Về lấy quả calon ra, lấy súng calon ra, tỉnh nó. Đâu ta, đâu ta, holy shit, đây rồi anh em, đây. Mình sẽ bắn con săn hết trước nha. Mày chết. Rồi đi rồi anh em, có con này nữa. Từ con này bây giờ mình sẽ phải sử dụng chiêu khác, đó chính là quả này, lấy súng này nha các bạn nhé, đây. Mày chết này, yeah, sập. Bây giờ mình sẽ ngoi lên trên địa ngục, đấy, thì là bây giờ nó chết hết rồi nha các bạn nhé, đi hết rồi. Rồi ok, thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi một con khác ra.
Ok, bé bé triệu hồi quái vật ở nhà các bạn. Đây. Đây này. Ui, con này to lắm anh em. Thả nó ra. Wow. Wow, đây là đấm mình anh em ạ. Có đây là đấm. Ui. Nó quét tập phát trên luôn. Ui, nó ăn thịt mình rồi. Nó ăn thịt mình. Ui, to lắm anh em. À, nó dẫm này, nó dẫm này. Mày, ui, cái lửa này các bạn này. Nó tạo ra cái nguồn lửa rất mạnh luôn ấy. À, hình như mình bắn vào nó là nó sẽ bị bốc lửa này các bạn này. Con này nó như kiểu là con đá lửa ấy các bạn ạ. Ủa, mình bắn vào nó bốc lửa lên luôn này. Vãi trưởng ấy, các bạn thấy không? Từ từ, rút súng ra. Đâu rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái quả canon mình ra nha. Đây, à, lấy sử súng minigun đi. Wow, bắn vào người nó bốc ra lửa. Holy shit, con này ghê thật. Mày, ui, ghê à, chết tại con, à đúng rồi các bạn, khi mình bắn nó không thể bắt được mình nữa, nó không thể ăn thịt được mình các bạn ạ, ui, nó ai rồi lại quả cầu lửa, mày, ui nó nhảy kìa anh em, nó nhảy cao vãi, holy shit, con này là con quỷ đầu lì, cẩu quỷ, quỷ đầu gì đây ta, con này là con quỷ, quỷ đầu lửa các bạn ạ. Không phải đâu, cả người nó có lửa luôn ấy, không phải đầu nó có lửa, nó cả người luôn các bạn ạ. Holy shit. Đây rồi. Ôi, bắn nó không chết anh em ơi. Bắn nó không chết này. Mày chết rồi con, mày chết. Ôi, ok xong chưa? Như vậy là mình đã tiêu diệt nó rồi các bạn. Nó bị hy sinh rồi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật khác để mình tỉnh nó nha. Mình sẽ chiến đấu với những con quái vật khác. Thì bây giờ mình sẽ chiến đấu một con Megahorn nha. Đấy, cái con Megahorn này ấy là nó ăn thịt Sunhead nha các bạn nhé. Wow, mình sẽ triệu hồi Sunhead này để cho nó ăn thịt. Đây, lên đi các chú. Nó ăn thịt hết các bạn, ui. Wow, nó ăn thịt hết các bạn ạ. Wow, to vãi à. Ăn đi, lên. Holy shit. Ủa nó ăn hết luôn các bạn nhớ, nó ăn hết luôn này. Ủa ơi. Wow. What the hell. Nó ăn thịt hết sàn hết luôn các bạn ạ. Thì con Megahorn này nó là con quỷ đầu đàn các bạn nhé. Nó như kiểu nó là con mạnh nhất trong bọn sàn hết luôn ấy. Nó chán ăn rồi. Wow, nó ăn thịt các bạn ghê vãi. Ai ui. Kinh thật. Các bạn thấy cái cách ăn thịt chưa? Rất là sợ luôn đấy. Wow. Ghê à. Lên. Ăn ui. Kinh đấy. Lên nào anh em. Xông lên. Đội quân Silent Head. Tấn công Megahorn. Tấn công con quỷ đầu đoàn đi. Giết nó. Yeah. Wow. Không thể giết được nó nha các bạn. Lên là anh em ơi. Wow, ăn thịt hết rồi anh em ạ. Ăn không xuể luôn ấy. Nó lo rồi. Wow. Nó làm gì đây các bạn này? Từ từ bây giờ kiểm tra cái máu của nó xem nó còn bao nhiêu máu nhá. Ui. Anh ơi, chói quá anh em. Dùng hết cả rồi. Con này nó có 130.000 máu các bạn ạ. Nhiều phết. Sàn hết không đủ cỡ để tiêu diệt nó luôn. Ôi nó ăn no rồi anh em ơi. À chưa no đâu, nó vẫn ăn này. Ủa nó vẫn bốc lên. Wow. Ghê thật. Ui kinh vãi ạ. Ghê thật. Holy shit. Nó ăn nốt này anh em ơi. Holy shit. Wow. Kinh thật các bạn ạ, nó ăn hết rồi, sàn hét luôn này. Ôi, nó ăn cả mình luôn. Ôi, nó ăn chết mình rồi các bạn ạ. Con này ghê thật. Bây giờ mình sẽ sử dụng xe tăng để mình tỉnh nó nha. Nó no rồi, ba con ở phía dưới kia nó không ăn được. Bây giờ mình sẽ lấy xe tăng ra. Mình ấy triệu hồi xe tăng. Ôi, nó no rồi bạn ơi. Ôi, nó nôn ra cái cục thịt này anh em này. Wow, mỗi lần nó ăn xong nó sẽ nôn ra cục thịt nha các bạn nhé. Rất là ghê luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy xe tăng ra mình tỉnh nó. Mình sẽ lấy khẩu xe tăng, đó chính là khẩu này nha các bạn nhé.
Ok, M1A2 thắp ram nhé, yeah, lên chiến đấu với cả con Megahorn. Megahorn con này là con đầu đàn của con quỷ đầu loa. Bắn nó, bắn nó, mày chết này con. Nạp đạn lại đã, lên bắn, không trúng nó. À không trúng rồi nhưng không chết. Ủa, nó hút mình vào anh em ạ. Cẩu lên, cẩu lên, cẩu lên. Mày chết rồi con, nhé. Yeah. Chết rồi anh em. Wow, nó sao thế, tấn công mình. Trời ơi, hỏng rồi, ôi đi luôn. Nó bốc mình lên các bạn ạ. Rồi ok các bạn, thì giờ bây giờ mình sẽ lấy một khoảng súng thần công ra để mình tỉnh lại bọn quái vật đấu với Hà Noa này nha các bạn nhé. Ở đây, 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 mình sẽ bắn nó nhé. Cẩu pháo, có trúng không ta? Trúng không? Ôi trúng chân rồi anh em. Mình bắn chuẩn phết các bạn ạ. Bắn trúng chân luôn nhá. Ôi con này hơi trượt rồi. Đây, con này trúng không ta? Khá là khó trúng nha các bạn. Bắn nó. Giờ trúng đầu này. Bùm, ủa không chết. Mình sẽ đi gần hơn. Còn ba con nữa anh em ạ. Đây rồi, đây. Mày đây rồi. Mày đây rồi. Ui nó, ui nó vai trưởng à, nó đánh võng các bạn ạ. À. Ui nó né chiêu quá. Ui hết đạn rồi, đi rồi. Xong. Các bạn thấy không? Quỷ đầu la rất thông minh luôn, nó né chiêu của mình các bạn ạ. À. Nó né những cái quả đạn pháo của mình ấy, rất là sợ luôn đấy. Thế thì được rồi, trong trường hợp mà nó né pháo thì mình phải tỉnh nó bằng cái phương án khác nha các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắn bắn bom vào người nó nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một cái quả bom. Có thể nói là nổ khá là to luôn đấy. Để bắn vào người bọn quỷ này nha các bạn. Để xem là cái quả bom này nó nổ như nào nha. Đây. Ở đây mình đang truy tìm. Đây rồi. Có rất nhiều bom ở đây rồi. À, đây 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 đây. Mình sẽ lấy quả bom này nha. Ok. Chúng ta phải có một loại súng để có thể bắn được quả bom này ra. Đây. Mình sẽ lấy bom này. Ây. Yeah. Boom. Holy shit. Nó không chết. Quả lửa nha, quả lửa nha các bạn, quả lửa nha, vẫn không chết. Ghê à. Wow, oh my god, nó không chết anh em ạ. À. Được rồi, mình sẽ lấy quả bom này nha. Đây, nổ nổ nhưng không chết. Đây, ôi quả này nổ luôn rồi. What the hell? Vẫn còn nguyên ba con không biết làm sao. Ừ, cái cỗ stun của mình nổ rồi anh em ạ. Nhưng mà bọn Sanet nó không chết này. Vãi trưởng ạ, anh em mình sẽ lấy bom khác nha. Đây. Holy shit. Nó không tèo anh em ơi. Một quả đấy nữa. Boom. Ui giời ơi, không đủ năng lực. Không đủ năng lực anh em ạ. What the hell? Ui, lỗ to thế không chịu. Wow. Wow. Mạnh xác luôn anh em ạ. À. Wow, 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 lì xì các bạn. Nổ to thế mà nó không chết luôn. Khói bay mù mịt. Vẫn, bọn quái vật đầu nào nó vẫn kêu. Cái âm thanh nó vẫn kêu nha các bạn. Ok, các bạn xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Nói chung là mình chỉ cần các bạn ủng hộ mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh thôi. Đấy là niềm động lực cho mình. Chỉ cần một bạn thôi là đó là chính là một cái niềm động lực cực kỳ lớn đó các bạn ạ. Một bạn thôi cũng là một cái niềm động lực cho mình rồi. Cho nên là các bạn ấn đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để giúp mình là có thêm động lực nha. Cảm ơn tất cả các bạn xem. Yêu tất cả các bạn và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tìm cái con quái vật đầu loa thôi các bạn ạ. Ủa, mày, ôi nó không chết rồi. Ôi, trâu thế. Được rồi, mình bắn lại nhé. Holy shit, nó không chết anh em ơi. Ôi, con này bất tử rồi anh em ơi. Bất tử rồi. Ôi, lần đầu tiên mình thấy một con quái vật đầu đó bất tử các bạn nhé. Ui, nó không chết này anh em này. Wow, bây giờ mình sẽ lấy thử khẩu Kalon ra mình tỉ nó nha, xem nó có chết không nha. Mày chết. Nó không
không trúng. Mày chết. Ôi ơi, nó bất tử. Ủa rồi, nó bất tử rồi anh em ơi. Giờ các bạn ơi, như vậy là có một đầu nó bất tử rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cách khác nha, mình sẽ sử dụng phép thuật của pháp sư Gunter. Tức là mình sẽ lấy một cái gậy phép thuật ấy. Gậy phù thủy nha các bạn nhá, để mình tỉ nó. Đây, gậy phù thủy của mình đây. Mình đã chọn phép thuật, đó chính là mình chọn cái phần phép thuật có cái đầu lâu rất là mạnh luôn. Đây cái đầu lâu này, mạnh. Đấy. Bây giờ mình sẽ tỉ xem là ba con này nó có bị tiêu diệt hay không. Ok các bạn nhìn này, đây. Ba con này bất tử rồi anh em ạ. Con này trước. Oh, wow. Holy shit các bạn, ghê chưa? Mày chết này con. Wow. Ui ghê chưa? Nổ banh xác luôn các bạn ạ. Nó vẫn không chết các bạn ơi. Ok các bạn, như vậy là cái phép thuật của mình là hết rồi nha các bạn nhé. Bây giờ ấy thì mình không còn đủ năng lực để mình có thể triệu hồi được phép thuật nữa rồi. Như vậy là bọn có vật đầu đoàn bất tử nha các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau nha. Bye bye, yêu tất cả các bạn nha, bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ lên ủng hộ mình nha, bye bye.